Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của mình nhé. Chào tất cả anh em. Hôm nay chúng ta lại gặp lại nhau rồi. Thì gặp lại nhau thì ở cái sảnh con ca win này, chúng ta sẽ chơi cái slot là bầu cua. Tuy nhiên trước khi chơi thì mình sẽ giới thiệu qua một chút các sự kiện của con game. Đấy, đó là ba cái sự kiện anh em mình nhận lộc mỗi ngày, còn là báo danh hàng ngày. Đấy, su chia sẻ, anh em chia sẻ lên Facebook, anh em sẽ được nhận 3.000 gift code. Các bạn là không biết xin code ở đâu thì các bạn có thể lấy code ở mình của mình. Thì link nhận code, link nhóm Telegram nhận code mình đã để ở phần mô tả cho anh em tham khảo nhé. Đấy, đây là ba cái nhận lộc miễn phí. Ngoài ra thì còn có một cái nữa là cây tiền. Đấy, chúng ta mỗi ngày chúng ta sẽ được nhận là một cái cốc miễn phí ở cái chỗ này. Đấy, sau rồi tích đủ 5 ngày thì sẽ được chặt một lần, 5 lần 50 cốc miễn phí. Ngoài ra thì các bạn có thể nhận cốc bằng cái cách nhận cược. Đấy, tổng cược bao nhiêu thì các bạn nhận cứ được bấy nhiêu chặt. Đấy, hơi đèn. Rồi cái cuối cùng là cái thứ năm, đó là cái vòng quay. Thì các bạn sẽ chơi cược hôm nay, các bạn nhìn được cược hôm nay điểm ngày mai, coi là hôm nay các bạn cược được bao nhiêu điểm thì ngày mai các bạn sẽ được dùng. Đấy, mình hôm qua mình cược được 15k6 điểm, hôm nay mình quay thử một phát 5k các bạn xem nhé. Đấy, biết đâu thằng lớn được cái hũ mười mấy triệu. Ui giời, tí thì được 26 triệu các bạn ạ. Hơi đen. Thôi được rồi, đấy, đây là 5 cái nhận lộc miễn phí, nhận tiền miễn phí mỗi ngày dành cho các bạn, ok chưa? Thì vừa như vừa đầu video mình có chia sẻ, hôm nay chúng ta sẽ chơi cái slot con bầu cua này một chút này. Vốn thì là 25m, 23m, cố gắng ăn non một chút thôi. À, nó đang bệt con tôm các bạn nhìn này. Bệt con tôm và có cái dấu hiệu là cá cua, bắt tôm và cua này. Ôi, sẽ bắt là tôm và cua. Ui giời ơi, hai con gà liền. Bệt lại con gà. À, cá và gà này. Vào lại cá và gà các bạn này. Cái này thì các bạn đánh theo bệt nhé, nó sẽ có xu hướng đi bệt đấy. Các bạn nhìn con nào nó ra bệt thì các bạn bắt con đấy thôi. Đơn giản vậy thôi các bạn ạ, không có gì quá là thức phức tạp đâu. Các bạn cũng có thể đánh theo sở thích cũng được. Nó khuyên là khuyên anh em mình đánh theo kiểu bệt thôi. Đấy, lại cá gà nhìn chưa. Khuyên thì khuyên anh em đánh theo kiểu bệt thôi chứ cũng không có gì cả. Mình cầm vào đây thì là tổng cầm vào đây của mình là 3 23m đúng không? Lại cá gà, lại cá gà này. Thôi lại đánh cá gà phát nữa vậy. Phát này thì chắc là cá gà là ra một con rồi. Mình đánh thêm một con nữa, đó là con tôm. Linh cảm là về con tôm này. Ôi, một con gà. Thôi nói chung là coi như mình thua 5 lít. Mình biết là sẽ có một con cá hoặc một con gà rồi. Giờ mình sẽ đánh tiếp gà và bầu này. Con này bầu này thì nó sẽ là cái bầu này thì nó sẽ là cái chuẩn kèo hơn. Mình vẫn kết con tôm. Cái bầu này nó sẽ là cái dễ dễ ra hơn, cái xác suất ăn của nó cao hơn. Tại vì nó chân bẹt, các bạn nhìn chưa, hai nháy là hai bẹt lắm. Đấy, bầu này. Ui, ăn không trượt phát nào các bạn nhìn chưa. Đấy, mình đã bảo các bạn rồi, đánh theo cái phương pháp thống kê thì cái tỷ lệ thắng nó cao lắm. Nhìn chưa. Giờ lại bầu. Nói chung là gà thì vẫn bệt gà, bắt gà và bầu này. Gà và bầu này. Nó sẽ ra được một nhái đấy. Một cái gà, một cái bầu. Mình bắt lại con cá này này. Con cá này nó là cái bệt bị cắt khỏi bảy mấy tay đấy. Thì mình đánh lại. Bầu. Rồi, mình lỗ mất 5 lít rồi các bạn ạ. Chắc chắn là có gà với bầu rồi. Không phải chắc chắn 100% mà tỷ lệ cao nó sẽ có gà và bầu đấy. Bệt bầu này. Ok, bệt bầu, bệt bệt bầu, bệt tôm này. Bệt bầu, bệt tôm này. Và bắt lại con cá. Không nhầm, cái này mình sẽ ăn cả ba nếu mà mình không nhầm. Ui giời. Thế là tính ra là vẫn lỗ. Vẫn lỗ một tí nhờ. Cầm vào đây 23m. Để xem nào, thế này là hai nháy gà rồi. Gà và tôm thôi, thế này gà tôm mà được rồi. Nói chung là các bạn phải để ý nhá, 90% là nó về cái hai nháy này. Hai nháy liên tục là sẽ còn dắt một phát nữa. Tôm mà bầu và gà này. Tôm, ôi giờ nó mới ra bầu à. Đây tôi đang tính đánh thử đấy, giờ tôi đang lỗ mất 2 lít này. Các bạn cứ đánh bệt thôi. Ôi, đây lại con gà tiếp phát nữa này, con này phải về gà rồi. Con này phải về gà rồi.
một mờ gà này, kết con hổ này quá, đánh thêm một mờ hổ nhé, tự nhiên kết con hổ này. Đấy, may quá, kết con hổ đúng phát chưa? Gỡ được lại, không là chết. Rồi, để xem nào. Cua này, đang hướng bệt cua này. Hướng bệt cua và... Tôi đánh cua và hổ. Tôi đang nhìn thấy một cái bệt cua và hổ ở đây. Cua này. Hòa vốn rồi đấy các bạn ạ, vẫn chưa có lãi đâu, mới có hòa vốn rồi đấy. Mình đang lấy 23 triệu hòa vốn này. Con này con cua và con cá. Cua cá cá cua. Bệt cá nó sẽ ngon hơn là bệt cua. Đấy, một cá một cua này. Mong các cụ thương các cụ cho ăn phát không tí lại lỗ mất. Cá. Ôi giời ơi, trượt hết. Đánh hai nháy trượt hết. À, rồi bắt bệt con gà và lót lại con cua nhá. 2 m gà nó lại 1 m 5 cua này. 2 m gà nó lại 1 m 5 con cua. Gà tốt, không 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 ấy rồi, vẫn chưa hòa vốn các bạn ạ, vẫn lỗ một tay. Bệt gà này, tôm này, tôm và gà này, tôm và gà này, tôi kết bệt con gà chỗ này hơn, vẫn kết con gà bệt nữa các bạn ạ. Ui giời, nổ hũ bầu đen chưa, nổ hũ của bầu này hơi đen nha. Bầu nổ thôi được rồi, thường thì nổ xong nó phải rát lại các bạn ạ, thường nó nổ xong nó phải rát lại một con rồi xuống xác con bầu rồi thôi, nổ xong nó phải rát lại rồi. Hơi đen nha. Thôi có vẻ ở những video này là nó hơi đen rồi đấy, thì mình sẽ chốt một tay cuối nhá. Chốt lại tay cuối này. 3 m bầu này. 4 m bầu này. Ngon, một bầu này. Chưa chưa thua các bạn ạ, chưa thua nhá. Vẫn gỡ lại được. Bầu này, gà này, các bạn nhìn gà không? Nhìn con gà đang bệt không? Nhìn thấy con gà đang bệt không? 4 m 8 con gà đang bệt này. Gà này. Ui vẫn bầu. Nó vẫn bầu được à? Gỡ nha, phải gỡ các bạn ạ. Phải gỡ. Con này là về con cá. Cá. Cá và 3 m tôm. Ui giời, cá đẹp này. Chưa 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 vẫn chưa vẫn chưa sống lại được. 7 với 5 là 23 này. Bệt con cá này. Cá bầu này, cá cá này, bầu bầu này. Tôm này, hươu này. Ok, đánh con hươu này. Gỡ, đang gỡ được các bạn ạ. Hươu. Một nháy hươu ngon. Bắt được cầu rồi các bạn ạ. Ok, còn một tay nữa là mình có lãi này. Ok, hai nháy bầu thì còn bầu là đúng rồi. 3 m 5. Ok. Nốt tay. Ui, cả lang dồn vào bầu các bạn nhìn kìa. Cả lang dồn vào bầu. Ô. Nó không được nhỉ? Mình xem nào. Lại bầu nhá. Lại bầu này. Lại bầu phát này.
Thôi nốt tay cuối cho các bạn ạ. Thắng thua mình cũng nghỉ thôi. Mà thi đấu là hơi căng thẳng. Ok rồi, tuyệt vời. Đấy, chốt xong nha. Mình có cầm vào đây là 23 củ, mình lại được 24 củ. Lại được một củ, ok chưa? Đấy thì mình sẽ dừng tại đây. Link game thì cái link game của con game Kerguin này mình sẽ để ở phần mô tả cho anh em tham khảo nhé. Link nhóm Telegram, mình có một cái nhóm Telegram mình cũng để ở phần mô tả cho anh em nhận code, ok chưa? Đấy thì video này mình sẽ bắt đầu dừng tại đây. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Các bạn nào muốn nhận code thì các bạn kích vào link Telegram các bạn vào nhóm mình sẽ gửi code cho các bạn nhé. Bye tất cả anh em.